Hello mọi người, lại là mình đây, Châu Anh nè. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Đây vẫn sẽ là một chiếc daily vlog, nhưng đặc biệt hơn một chút, mình muốn chia sẻ với mọi người một số những điều mình đã làm, một số tip mình đã rút ra được trong suốt thời gian vừa qua để thay đổi bản thân từ sâu bên trong. Cùng Club With Me thay đổi để tốt hơn mỗi ngày nha. Thật ra dạo gần đây mình xem rất là nhiều những video mà glow up with me. Tuy nhiên mình nghĩ rằng muốn glow up toàn diện thì chúng ta cần phải thay đổi mỗi ngày, và đó sẽ là một chặng đường dài. Video này sẽ có sự đồng hành của Garmin Lily 2, đồng hồ thông minh đã đồng hành để mình hiểu rõ cơ thể mình hơn, và có lẽ là các bạn cũng sẽ cần. Khởi đầu ngày mới với mình sẽ luôn là những khoảnh khắc nhẹ nhàng như thế này. Tưới cây, dọn nhà một chút, có hôm thì mình sẽ phơi quần áo. Mấy việc lặt vặt dọn dẹp như thế này giúp cơ thể mình tỉnh dậy từ từ để bắt đầu một ngày mới. Khởi đầu một ngày mới thì có khi nào mà bạn tự nhìn lại và nghĩ về giấc ngủ của mình tối hôm trước không? Mình thì hầu như là mỗi ngày luôn, dù luôn cố gắng sống thoải mái và tích cực, nhưng mà mọi người có biết là chỉ số căng thẳng của mình luôn ở mức cao. Vậy nên giấc ngủ với mình vô cùng quan trọng, thậm chí mình gác lại mọi cuộc vui buổi tối chỉ để có thể về nhà thật sớm, chuẩn bị để có một giấc ngủ thật là ngon sau một ngày dài làm việc chăm chỉ. Các bạn có biết ngủ đủ giấc sẽ giúp cho mình ít bị đói hơn, ít cảm giác thèm ngọt cũng như là giảm căng thẳng? Và để đo được chỉ số giấc ngủ thì cũng khá là đơn giản. Mọi người có thể tìm hiểu những mẫu đồng hồ thông minh để theo dõi sức khỏe. Ví dụ như mình là Lily 2 này thì nó nhỏ gọn cho nên đeo lúc ngủ sẽ không bị khó chịu đâu. Đặc biệt phù hợp với các bạn nữ luôn á. Hôm qua chưa buổi đầu, thực ra hôm qua cũng thấy hơi dơ rồi đấy, nhưng mà sáng nay tính đi tập cho nên là mình sẽ đi tập về xong rồi mình buổi đầu luôn. Bởi vì tập xong á, lúc nào thì đầu cũng sẽ vết bát mồ hôi á, cho nên là tôi chờ đi tập về rồi buổi đầu một lần luôn. Thì hôm nay chúng ta sẽ update routine skincare 2024 nha. Đầu tiên là toner, vẫn là cái toner quen thuộc mà mình rất là mê và mình xài rất là ok, là rất là hợp luôn. Toner của Q, em cho nấu hoa cúc này rất là dịu nhẹ em, và phù hợp cho những bạn nào mà da nhạy cảm á. Toner này xong rồi kết hợp thêm với lại nãy mình dùng sữa mặt hoa cúc của Kiehl nữa, nó là ok nhá. Buổi tối thì thường thì mình thiên về cấp ẩm, còn buổi sáng thì mình sẽ dùng serum vitamin C, vẫn là của Kiehl. Đây là cái chai mình dùng được chai thứ 3 rồi mọi người ạ. Đến sau tuổi 25 ấy, khi mà có những cái vấn đề ví dụ như mụn hay là thâm thì da nó rất là lâu phục hồi, rất là lâu để mà có thể hết những cái vết đó, cho nên là mình không thể bỏ qua được vitamin C. Có một đợt mình thử không dùng xong rồi da mình nó bị những cái vết thâm nó rất là lâu và nó lót quá là lâu lâu đều màu lại á, nhưng mà sau đó quay trở lại dùng cái vitamin C thì nó ok, nó trộn vía trở lại, chứ nó không làm rất là lâu để mà mờ những cái vết thâm mụn này kia. Mà cứ đến tháng thay đổi nội tiết tố là lại nổi mụn. Kem dưỡng của Estée Lauder, cái hộp này là hộp thứ hai rồi, cái hộp lúc trước hết một hũ, trời ơi, tiếc lắm, tại vì mình xài rất rất là hợp luôn, mà cái hũ này cũng đâu có rẻ đâu mọi người. Mọi người nhìn cái chất kem thì nó rất là đặc, rất là trắng, nhìn tưởng đâu là nó rất là đặc nha, nhưng mà không, tán lên mặt á, phút mốt luôn là nó tan nhanh vào da, nó tan hết luôn, không để lại một cái cảm giác là bết dính một chút nào luôn á, nó tan nhanh kinh khủng đấy. Và cảm giác là da nó rất là mềm, em này dùng xong là da rất là mềm. Và xong, bây giờ thì chúng ta sẽ chuẩn bị đi ăn sáng nhé. Ok, hôm nay thì trong tủ lạnh còn một ít rau, cà chua và trứng. Trong tủ lạnh bây giờ cũng không còn nhiều đồ lắm đâu, và rất là đau đầu nghĩ xem là sáng nay sẽ ăn gì á, cho nên là hôm nay mình sẽ làm sandwich. Bây giờ thì sẽ chiên cái trứng này. I think I might be hooked on you. I love the things you said to me. It seems like you like me too. We can take it slow, make sure we do this right. Canceled all my plans to be with you tonight. So just sit with me, talking to the night until the morning, building chemistry. I don't think I ever wanna go come closer next. Hey,
bây giờ thì mình đã thay đồ để chuẩn bị đi tập. Cái đồng hồ này nè, nhìn thì nó nhỏ nhỏ xinh xinh, nhìn như đồng hồ kiểu truyền thống, đồng hồ kim ấy, nhưng mà nó là đồng hồ thông minh, có thể theo dõi những cái chỉ số tập luyện của chúng ta. Bây giờ thì cùng mình tới phòng tập nha. Có thể nói điều mà mình thay đổi lớn nhất trong 2 năm qua đó chính là việc mình chăm tới phòng tập hơn. Hồi xưa cũng mấy lần lấy động lực rồi đấy chứ, nhưng mà rồi cũng bỏ lỡ giữa chừng. Đến tận khi phải bỏ ra một cái số tiền mà mình nghĩ là đối với mình thì nó là lớn nha, để mua thẻ tập và thuê PT, thì mình mới thực sự là nghiêm túc tập luyện. Đến giờ thì cũng trộm vía là khá chăm chỉ, nhưng mà mình thì không đặt nặng tâm lý vào cân nặng nữa. Thay vào đó thì mình cố gắng lắng nghe và hiểu bản thân cần gì hơn. Mấy hôm rồi mình tập kháng lực khá là nhiều, cho nên hôm nay mình chỉ chạy máy, đi bộ dốc và plank mà thôi. Cuối tuần này thì mình có một chuyến đi Malaysia, cho nên là cũng không muốn cơ thể quá sức. Nếu như các bạn đang theo đuổi những bộ môn như là yoga, zumba hay là pilates thì Lily 2 sẽ là người bạn đồng hành phù hợp, hỗ trợ đo lường các chỉ số tập luyện như là nhịp tim, calorie, nhịp thở cho các bạn chẳng hạn. Và hôm nay thì sẽ tập đơn giản vậy thôi. Bây giờ thì về nhà nhé. Một ly nước ép sau khi tập. Thực ra là bình thường ấy thì mình sẽ ăn trưa, nhưng mà hôm nay một lát nữa thì mình sẽ đi gặp bạn và sẽ ăn trưa chung với lại bạn của mình, cho nên là bây giờ mình sẽ uống một ly nước ép thôi để đi tắm, thay đồ và chuẩn bị đi ăn trưa cũng như là lên văn phòng để đi làm. Nước ép này là táo, cà rốt và cần tây, và tất nhiên là cũng không đường, vì có táo cho nên là nó ngọt sẵn rồi ấy. Rất là ok luôn á. Thay đồ đi tắm thôi. Hồi xưa mình không hiểu sao mọi người phải có thêm một cái mũ gội đầu, kiểu có khăn lau tóc là được rồi ấy. Xong cái tự nhiên từ cái hồi mà được tặng cho cái mũ gội đầu này nè mọi người, gội đầu xong cái đội cái mũ này lên, cái tóc nó rất là nhanh khô hơn hẳn luôn á, nhanh khô hơn là mình dùng khăn để mà lau tóc ướt luôn á. Trời, rất là tiện luôn. Nếu mà bạn chưa thử thì thử cái mũ gội đầu này nha. Là tinh dầu bưởi mình đang dùng. Gội đầu xong thì sẽ xịt xịt dầu bưởi rồi massage tóc. Mình bị hói ngay một cái đoạn ở ngay đây nè. Nếu như buộc tóc mà không để ý là sẽ thấy nguyên một cái mảng trắng. Trời ơi, buồn lắm. Đấy, đó là dầu dưỡng tóc. Khi sấy khô tóc thì mình sẽ bóp dầu thêm một lần nữa ở cái phần đuôi tóc này để cho nó đỡ bị chẻ ngọn quá mọi người. Đuôi tóc nó rất là khô, rất là thiếu dưỡng chất, cho nên mình sẽ bóp dầu để cho nó đỡ bị khô và nó đỡ bị chẻ ngọn, và tóc nó cũng sẽ bóng hơn. Xong bây giờ thì sẽ trang điểm để mà thay đồ đi làm. Bây giờ thì sẽ đi thay đồ. Bình thường khi mà đeo đồng hồ thông minh ấy, thì nó sẽ khá là kiểu sporty hầm hố, cho nên là mình cũng phải lựa một cái outfit phù hợp. Nhưng mà với một cái đồng hồ mà kiểu basic và nó xinh xinh như thế này á, thì mọi người có thể phối được với rất là nhiều outfit. Ví dụ như là hôm nay mình chọn một cái style nó trẻ trung năng động thì rất là hợp với lại đồng hồ thông minh rồi đúng không? Nhưng mà chúng ta sẽ thử phối thêm với những outfit khác mà kiểu nền nã hay là nhã nhặn, nữ tính hơn thì nó sẽ có hợp không nhé. Và ngoài ra thì mọi người cũng có thể thay cái dây này để phù hợp với những outfit khác nhau cũng được nha. Mình còn có thêm một cái dây da như thế này nữa.
Đây, trời ơi, nhìn không khác gì những cái đồng hồ kiểu cổ điển, đồng hồ kim hồi xưa á mọi người. Trời ơi, nhìn nó rất là vintage luôn á. Đây là cái style mà trời ơi, hồi xưa mình rất là hay mang cái kiểu như thế này, nhưng mà vẫn đi một thời gian ít mình để cái váy này ở trong tủ mà mình không để ý luôn á. Giờ lấy ra lại mang lại vẫn thích nha, vẫn mê cái style này nha. Ok, mình quyết định là hôm nay sẽ mang cái bộ này để đi làm, và nó cũng rất là hợp với lại cái dây đồng hồ này luôn. Bây giờ thì mình nghĩ là ok rồi đấy, có thể đi làm. Let's go. Side by side by friends I need. Don't you tell me they are in town, I already know. Couple days ago. Buổi trưa thì mình đi ăn cùng với anh Khoa để mừng sinh nhật của ổng. Đây là một quán Thái ở Sài Gòn có tên là Sông Tầm Sáp. Thực ra thì ở Sài Gòn có rất là nhiều những cái quán Thái, nhưng mà chỗ này thì mình thấy là ngon, ok nha. Nhưng mà hôm nay hơi xô một xíu, kêu cái canh này nè mọi người thì nó không ngon nha. Còn là những món khác thì rất là ok. Sau khi ăn xong thì mình lên văn phòng họp và xử lý một chút việc. Hôm nay thì mình host một video trên channel, sau khoảng 2 tiếng thì cũng đã xong. Sau đó thì sẽ ngồi làm kịch bản và trả lời mail. Mình không nghĩ mình là dân văn phòng đúng nghĩa đâu, nhưng mà kể đến những bệnh lý của dân văn phòng hay gặp thì chắc là tụi mình cũng không sót cái nào. Tướng ngồi thì rất chi là xấu, chưa kể nhiều việc một chút là sẽ ngồi rất lâu không chịu di chuyển, máu huyết không lưu thông. Vậy nên có một chiếc đồng hồ nó thường xuyên nhắc nhở mình đứng dậy vận động thì cũng gọi là chịu thay đổi hơn. Các bạn cũng vậy nha, đừng quên lâu lâu đứng dậy vươn vai thay đổi tư thế cho máu huyết lưu thông nhé. Trước khi về thì mình sẽ ghé siêu thị gần nhà để mua một chút đồ. À, giống như những dòng đồng hồ thông minh khác có chức năng thanh toán thì Garmin cũng có Garmin Pay nha. Mình ạch sẵn thẻ thì khi mà các bạn đi siêu thị, đi mua sắm thanh toán thì cũng rất là tiện, chỉ cần dùng đồng hồ có thể thanh toán được rồi. Đây là bữa tối của mình. Mời mọi người ăn tối. Bữa tối ngày hôm nay của chúng mình sẽ có cá ba sa kho với lại trái điều tươi. Một ít cà pháo chua với lại một tỏi ngâm. Trái điều thì hôm bữa mình quay á, mọi người quay TikTok, thế là còn dư, xong rồi mình nghe nói là ở miền Tây mọi người thường nấu trái điều. Mọi người thường kho cá xong rồi cho cái trái điều tươi này vào, thế là mình cũng thử. Mời mọi người ăn tối. Cá thì nó sẽ không có nghe mùi điều quá nhiều, nhưng mà khi mà ăn chung một gắp cá với lại thêm một gắp trái điều nữa, trời nó thơm mà nó mọng nước ở trong miệng, khoang miệng á, rất là lạ. Hơi hơi giống như là khi mà mình kho cá với thơm á, nó ngọt ngọt kiểu như vậy, nhưng mà nó lại không có đi cái độ chua như là thơm. Ngon lắm luôn á mọi người. Thực ra nếu mà mọi người muốn giảm cân á thì mọi người chắc là sẽ không thể theo được cái chế độ tập và ăn của mình, tại vì cái chế độ tập luyện và ăn của mình nó không có giúp giảm cân, nó chỉ kiểu giữ dáng thôi. Tại vì mình ăn rất là thoải mái, không có siết gì cả. Mình tập để mình ăn, mình tập để mình ăn thoải mái. Ăn xong mình lại tập, kiểu như vậy á. Nó duy trì được một cái trạng thái cân nặng cân bằng, chứ nó không phải là giảm cân nữa. Cái hồi mà mình mới tập á, mình ăn khắc khổ hơn đệ nhiều. Cái hồi mà mới tập gym á, lúc đó có mục tiêu giảm cân cho nên là mình ăn kiểu kỹ hơn. Cũng giảm được xuống đầu bốn đấy. Ừ.
Nhưng mà giờ mình ăn thoải mái hơn, nó lên lại đầu năm rồi. Nhưng mà cơ thể thì mình cảm giác là nó vẫn săn chắc và nó không có bị tích nước, bị phù như cái hồi mà mình mới tập, cái hồi mình chưa tập. Tẩy trang thôi, vẫn tắt vui nhất ngày. Mọi người có tin là lúc mình bắt đầu tẩy trang là chỉ mới hơn 7 giờ tối không? Và mình đã rất háo hức không thể chờ để mình leo lên giường rồi. Đây có phải là dấu hiệu của tuổi già không? Hay là dấu hiệu của người lười? Nhiều khi mình cũng suy nghĩ là với cái routine này thì làm sao mà có thể kiếm bù đây? Nhưng mà thôi, nói gì thì nói. Ở thời điểm này thì mình ưu tiên cho bản thân, ưu tiên cho những nhu cầu của chính bản thân mình, chính cơ thể mình. Và đó là nghỉ ngơi, dành thời gian để sạc lại năng lượng. Cuối ngày thì thanh năng lượng của mình chỉ còn 10-mấy% mà thôi. Nhưng mà chỉ cần lên giường, chỉ cần nghỉ ngơi là nó sẽ tự động được sạc lại. Mình cũng rất là bất ngờ khi phát hiện điều này nha, rằng cơ thể của mình không chỉ được sạc lại lúc ngủ mà còn cả lúc trước khi đi ngủ nữa. Có Lily Hai thực sự là một người bạn rất là tuyệt vời, đồng hành giúp mình hiểu rõ hơn về cơ thể, hiểu được những vận hành của cơ thể mình, nâng cao chất lượng cuộc sống và hỗ trợ chúng mình trên con đường sống lành mạnh và chất lượng hơn. Nếu có cơ hội thì mọi người có thể thử trải nghiệm nha. Còn bây giờ mình sẽ đi ngủ đây, mình không thể chờ đợi được nữa. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Bye bye.